Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Bóng Đá Trẻ VN. 13 cầu thủ vừa vô địch Đông Nam Á được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 cũng như giải giao hữu Dubai Cup 2022. Mới đây, Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam đã công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, có 32 cầu thủ đã được triệu tập, bao gồm 13 cầu thủ vừa giúp U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á. Cụ thể, 13 gương mặt này gồm thủ môn Ilenie, Trịnh Xuân Hoàng, các hậu vệ Việt Anh Lương Duy Cương, Phan Tấn Tài, Trần Quang Thịnh, các tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và 4 tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng và Mai Xuân Quyết. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 20 tháng 3 và sẽ lên đường sang UAE tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022. Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Iraq và U23 Croatia đến từ châu Âu. Vậy đối thủ đến từ châu Âu mạnh cỡ nào? Theo một số nguồn tin, Croatia chỉ mang lứa cầu thủ U21 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Igor Biskan. U21 Croatia đang chơi rất ấn tượng trong thời gian gần đây. Họ toàn thắng cả 6 trận gần nhất, trong đó có những chiến thắng rất ấn tượng như việc hạ U21 Na Uy 3-2 hay như có chiến thắng rất đậm trước U21 Azerbaijan 5-1. Tất cả 6 chiến thắng của U21 Croatia đều nằm ở vòng loại U21 châu Âu 2023. Thậm chí trong năm 2021, U21 Croatia còn đánh bại cả U21 Thụy Sĩ với tỷ số 3-2 ở giải U21 châu Âu. Họ chỉ chịu thất bại 1-2 trước đội mạnh hàng đầu thế giới là U21 Anh và U21 Tây Ban Nha. Trong năm 2021 vừa qua, U21 Croatia đã tổng cộng 11 trận, thắng tới 8 trận và chỉ để thua 3 trận. Họ là đội bóng rất mạnh so với lứa U21 châu Âu, khá ngang vị thế của đội tuyển quốc gia Croatia trên trường bóng đá quốc tế. Trong quá khứ, U21 Croatia cũng thường xuyên góp mặt ở giải U21 châu Âu và lọt vào tứ kết ở giải châu Âu năm 2021. Theo trang báo thể thao hàng đầu châu Âu, lực lượng U21 Croatia sang UEFA dự Dubai Cup 2022 có một số cầu thủ nổi bật là tương lai của bóng đá Croatia. Cũng theo trang báo này thì U21 Croatia sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi sang UEFA vì một số đội bóng không chịu nhả người. Tuy nhiên họ vẫn rất mạnh, nhất là khi so sánh với các đội đến từ châu Á. Với việc được cọ sát với U21 Croatia sẽ là trải nghiệm rất quý báu cho đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm tham dự SEA Games 31 và U23 châu Á. Ở Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam tham dự chủ yếu để tích lũy kinh nghiệm nên gặp các đối thủ mạnh là điều rất may mắn. Trong khi đó, huấn luyện viên của U21 Croatia Igor Biskan cũng trả lời phỏng vấn báo chí địa phương về việc tham dự giải đấu Dubai Cup 2022. Phải nói rằng chúng tôi rất vinh dự được tham dự giải đấu Dubai Cup 2022 tại UEFA. Được biết đây là một giải đấu chất lượng với nhiều đối thủ rất mạnh. Và theo lịch mới nhất của giải đấu này, U21 Croatia sẽ đối đầu Nhật Bản và Việt Nam. U23 Nhật Bản đương nhiên là đội mạnh nhất của châu Á. Đội bóng này đã nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup. Rất nhiều cầu thủ Nhật Bản đang chơi bóng ở châu Âu, nên đẳng cấp của họ mang tầm thế giới. Vì vậy, đối đầu Nhật Bản sẽ rất thú vị và đương nhiên không hề dễ dàng cho Croatia. Còn đối thủ thứ hai là U23 Việt Nam. Chúng tôi không biết nhiều về đối thủ này, nhưng qua tìm hiểu sơ bộ, U23 Việt Nam cũng rất mạnh ở châu Á. Họ thường xuyên góp mặt ở giải trẻ châu lục và đã từng lọt vào trận chung kết của giải đấu trẻ châu Á vài năm trước. Chính bởi vậy, đây là đối thủ cũng rất khó chịu với U21 Croatia. Khi gặp họ, chúng tôi phải thi đấu hơn 100% sức lực mới mong giành chiến thắng. Có thể khẳng định rằng được gặp các đối thủ như là Nhật Bản và Việt Nam sẽ là trải nghiệm rất quý giá với đội tuyển U21 Croatia. Thuyền trưởng U21 Croatia đã chia sẻ với báo giới địa phương trước khi tham dự giải Dubai Cup 2022 gặp Nhật Bản và Việt Nam. Còn với Việt Nam, được đối đầu với Croatia cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Mới đây thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải Dubai Cup. Trong đó đội hình lần này có chiều cao lý tưởng. Đội hình 11 cầu thủ có chiều cao lý tưởng trong danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị hướng tới giải giao hữu Dubai Cup tại UEFA năm 2022. Vị trí thủ môn Nguyễn Văn Toản 1m86, hậu vệ Lương Duy Cương 1m8, Đoàn Việt Anh 1m85, Nguyễn Thanh Bình 1m8. Vị trí tiền vệ Phan Tuấn Tài 1m76, Đặng Văn Tới 1m78, Trần Văn Đạt 1m75, Lê Xuân Tú 1m80. Vị trí tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 1m79,
Võ Nguyên Hoàng 1m80, Nguyễn Văn Tùng 1m80. Có thể nói đây là đội hình có chiều cao trung bình trên 1m8 của đội tuyển U23 Việt Nam. Và cũng là đội hình có chiều cao lý tưởng nhất từ trước đến nay của Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế. Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Việt Kiều duy nhất được thầy Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam Ariano Smith có thể là Đặng Văn Lâm thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Hành trình lên tuyển Việt Nam của Ariano Smith đầy gian nan khiến trung vệ này được liên tưởng là phiên bản 2.0 của cầu thủ Việt Kiều khác là Đặng Văn Lâm. Ariano Smith sinh năm 1994, anh cao 1m85, mang hai dòng máu Việt Đức. Nỗ lực của Ariano Smith cuối cùng cũng được đền đáp màn trình diễn của anh trước các ngôi sao Viettel như là Hoàng Đức, Giovane, Biro được đánh giá rất cao. Đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo tới sân Quy Nhơn để xem dò cầu thủ Việt Kiều và quyết định triệu tập anh lên tuyển Việt Nam sau những gì đã thể hiện ở trận mở màn mùa giải 2022. Cái tên rất thuần Tây Ariano Smith được khoác áo đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng chàng trai 27 tuổi rất xứng đáng góp mặt trong danh sách đội tuyển lần này. Thậm chí trung vệ Việt Kiều còn có cửa đá chính trong hai trận gặp Oman và Nhật Bản sắp tới. Hàng thủ tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về nhân sự khi vắng Duy Mạnh trong khi Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng chưa bình phục chấn thương. Ariano Smith không còn trẻ nhưng lại là nhân tố mới rất đáng kỳ vọng bởi có kinh nghiệm thi đấu 5 năm ở V-League, sở hữu chiều cao lý tưởng và tư duy chiến thuật chuyên nghiệp. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng Ariano Smith nắm được cơ hội lần này để khẳng định năng lực và trở thành Đặng Văn Lâm thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Có thể kết luận với U23 Việt Nam về cơ bản danh sách tập trung lần này đáp ứng được kỳ vọng vì tập hợp được các cá nhân từng góp mặt ở chiến dịch vòng loại đến vé dự vòng chung kết U23 châu Á và một số nhân tố nổi bật vừa giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2022. Dù không trực tiếp cầm quân tại giải giao hữu quan trọng ở Dubai, nhưng đây là đội bóng mà ông Park Hang-seo sẽ tiếp quản sau đó để phục vụ cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 sau khi ông cùng các học trò ở đội tuyển Việt Nam để mất ngôi vô địch AFF Cup 2020. Còn với đội tuyển Việt Nam, hai trận còn lại gặp Oman và Nhật Bản không hề đặt ra mục tiêu cao xa nào ngoài việc tiếp tục làm mới, bổ sung lực lượng, tránh bị đối thủ bắt bài để hướng tới mục tiêu giành lại ngôi vương của AFF Cup 2022 từ chính tay đại kình địch Thái Lan. Trong danh sách được gọi tập trung lần này, ông Park Hang-seo điền tên các nhân tố hoàn toàn mới như là Tuyên Quang, Văn Vĩ và Ariano Smith, gọi lại Hải Huy, Tuấn Mạnh, Tuấn Anh. Điều dư luận quan tâm và quan ngại là ông Park Hang-seo tiếp tục ngó lơ Hữu Tuấn, Xuân Mạnh, nhưng lại tiếp tục gọi các nhân tố cũ từ Hoàng Anh Gia Lai như là Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng. Rõ ràng với việc đội tuyển Việt Nam chơi tưng bừng trước đội tuyển Trung Quốc hôm mùng 1 Tết năm 2022, trong khi đội hình làm mới của ông Park Hang-seo chỉ có duy nhất Hồng Duy đá chính, Công Phượng vào sân khi thế trận đã an bài, thì hẳn ai cũng biết đâu là đội hình thực sự mới mẻ và chất lượng lúc này sẽ gồm những nhân tố nào. Hơn thế, 3 trận đầu mùa V-League 2022, các ngôi sao mòn đũa cầm tuyển vừa nêu không ghi nổi một bàn thắng nào và tiếp tục kéo dài chuỗi trận thi đấu mất động lực, chán bóng đá. Nhưng ông Park Hang-seo vẫn tin tưởng, vẫn triệu tập là điều khiến nhiều người băn khoăn và lo lắng. Trong khi đó, những người luôn giữ được phong độ, ý chí chiến đấu, thi đấu hiệu quả như là Xuân Mạnh chẳng hạn, lại bị bỏ rơi hoặc gọi tên muộn màng. Trong 3 trận gần nhất, Xuân Mạnh được giao đá trái sở trường ở bên cánh trái, nhưng đã lần lượt vô hiệu hóa các tuyển thủ quốc gia bên phía đối phương như là Văn Vũ, Tấn Tài và Văn Thanh. Tất nhiên, ông Park Hang-seo luôn có lý lẽ riêng của mình và đó là điều phải chấp nhận trên thực tế. Với việc những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam như Văn Quyết, Hữu Tuấn, Cao Văn Triển, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh lâu nay không được gọi hoặc không được tin dùng là một điều đáng tiếc hơn là đáng trách. Đây là chuyện không mới trong làng bóng. Không hiếm chuyện cầu thủ nọ kia chơi rất hay ở câu lạc bộ nhưng không bao giờ được gọi lên đội tuyển dưới thời huấn luyện viên này, nhưng lại có thể được gọi và phát huy tối đa ở ông thầy khác. Không bàn chuyện đội tuyển Việt Nam thời ông Park Hang-seo hay là một nhà cầm quân mới nào đó, nhưng mọi chuyện theo thời gian đều có thể xảy ra. Và cái chính cần nhớ nằm lòng là mọi cầu thủ tài năng luôn có cơ hội cống hiến nếu chăm chỉ làm việc và không bao giờ bỏ cuộc. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.